bạn thân mến, Đà Lạt, Lâm Đồng là vùng đất nổi tiếng với rất nhiều những loại rau sạch, tươi ngon. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu về món buffet rau tại nhà hàng Legoda, khu du lịch Cáp Treo, thành phố Đà Lạt. Dạ vâng, xin chào anh ạ. Xin chào Minh Trang, xin chào quý vị khán giả. Dạ, thưa anh là đối với cái món buffet rau của chúng ta thì anh có thể giới thiệu cho Minh Trang cũng như quý khán giả được biết là chúng ta cần những cái nguyên liệu gì để mà thực hiện món ăn này ạ? Đối với buffet rau thì chúng ta sẽ dùng có hai loại nước lẩu. Dạ, vâng. Nước lẩu đầu tiên sẽ là nước lẩu không cay, có tên gọi là Legoda. Và nước lẩu cay là nước lẩu sa tế. Dạ vâng. Như vậy thì thưa anh là chúng ta thực hiện hai cái nước lẩu này như thế nào ạ? Để trước hết thì Lộc sẽ giới thiệu với Minh Trang sẽ là nước lẩu sa tế. Dạ, sẽ bao gồm là sả, sả bào, ớt bột, dầu ăn, gia vị bò kho, dạ, bơ đậu phụng và tỏi xay. Dạ vâng. Đầu tiên chúng ta sẽ nấu lẩu sa tế. Trước hết chúng ta sẽ nấu nồi cho khô và cho nó nóng. Nóng lên rồi chúng ta bỏ dầu ăn, bùng bùng dầu ăn, bỏ canh. Thế thì chúng ta sẽ bỏ ít sả. Một ít tỏi. Ta để lửa vừa vừa liu riu. Khi thấy sả với tỏi nó vàng thì chúng ta sẽ bỏ thêm một ít ớt bột. Dạ. Và lấy một ít mật ba. Đây là nước lèo. Nước lèo này đã chuẩn bị sẵn. Dạ vâng. Như vậy thì cái nước lèo này là mình hầm xương đúng không ạ? Hầm từ xương. Dạ vâng. Hầm từ xương. Dạ vâng. Giống như hầm ở nhà, nếu mà không có nước lèo thì mình cũng có thể nấu nước lạnh cũng được. Dạ vâng. Có thể nói là để mà mình nấu cái nước dùng này thì mình sử dụng những cái nguyên liệu hoặc là những cái gia vị rất là thông thường mà đúng, chúng ta có thể mua ở chợ rất là dễ dàng đúng không ạ? Tất cả những nguyên liệu này thì sẽ dùng những nguyên liệu tại Đà Lạt. Dạ Đà Lạt vâng. Có rất là nhiều nguyên liệu. Từ đó thì với mục tiêu của nhà hàng sẽ làm những thứ của Đà Lạt. Dạ vâng. Đà Lạt. Ừ. Tiếp theo trong thời gian này chúng ta sẽ bỏ thêm một ít bơ đậu phụng, một muỗng. Khi chúng ta quậy bơ đậu phụng tan rồi chúng ta sẽ lại nắp lại. Giờ trong vòng cỡ 7 phút. Dạ vâng. Như vậy là nước sôi lên rồi mình sẽ để lửa riu lại. Là đã xong cái nước dùng này rồi đúng không ạ? Chính xác. Thì dạ, lửa bắt đầu đã sôi thì chúng ta chỉnh nhỏ lại. Nếu bếp từ chúng ta có thể chỉnh nhỏ và dùng bếp ga để làm quặn lửa riu rất là nhỏ để cho nước nó thấm sả và tỏi với lại những cái gia vị trong này cho nó hòa vào nhau hết. Dạ khi vâng, nó sôi lên chúng ta phải để lửa rất là nhỏ. Nước lưu. Dạ. Như vậy thì khi mà nước dùng này sôi lên thì chúng ta mới nêm nếm gia vị đúng không ạ? Đúng. Dạ. Gia vị của chúng ta sẽ gồm những như là đường phèn, cò no, muối hột và bột ngọt. Chúng ta sẽ 2/3 muỗng cò no. Ít muối hột. 1/2. Nấu sôi cái nước lên thì mình sẽ bỏ những gia vị của nó vào. Ít đặng sâm, kỳ tử, hột sen, táo đỏ và hồng sen. Mình bỏ những cái nguyên liệu này vô cùng một lúc luôn ạ? Cùng một lúc. Dạ. Nó ngược lại với lại cái lẩu sa tế lúc mà hồi nãy mình nấu. Nghĩa dạ là vâng, khi mình bỏ nó vào, xong mình sẽ nấu sôi và mình sẽ ninh trong vòng cả tầm khoảng 10 phút để cho những cái gia vị này nó
với hai loại nước rau này thì chúng ta có thể sử dụng ăn các rất là nhiều loại rau. Dạ. Giờ đây thì cỡ 7 hay là 8 hay là 9 rất là nhiều loại trong một rổ như thế này. Dạ vâng. Tất cả loại rau này đều từ Đà Lạt hết. Nếu thích hơn thì mình có thể dùng chung với lại những cái thứ một dĩa này để nhà hàng sắp. Vâng, Minh Trang xin được cảm ơn anh về những cái chia sẻ về món buffet rau của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, món buffet rau hay còn gọi là lẩu rau tại nhà hàng Legoda, khu du lịch Cáp Treo, thành phố Đà Lạt cũng đã khép lại chương trình du lịch cuối tuần của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Những người thực hiện chương trình xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình kỳ sau.